Chào mừng quý vị đến và quay trở lại với con số may mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Con Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Con Số May Mắn chia sẻ đến quý vị lá số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo tử vi tiết lộ, bí ẩn cuộc đời tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, cả đời tích phúc, thần tài ban lộc, về già át hưởng trọn phú quý giàu sang, tiền tiêu ba đời không hết. Quý vị thân mến, xem tử vi chọn đời tuổi Kỷ Mùi 1979, thảo dã chi dương, con giáp này số hưởng lộc bề trên, nhưng cuộc đời bao đời nay vẫn vậy, ai trong chúng ta chưa một lần vấp ngã, ai trong chúng ta chưa một lần đắng cay, và ai trong chúng ta chưa một lần rơi vào cảnh thất bại, nợ nần. Nhưng tất cả những điều chúng ta trải qua ấy sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn ở cách nhìn người, nhìn đời và trưởng thành, nhất là trong chính con người mình. Trải qua bao sóng gió, đời người thành công có, thất bại cũng nhiều. Quý vị anh chị Kỷ Mùi chắc hẳn cũng luôn tự hỏi về câu hỏi, khi nào ta giàu có, đổi vận thoát, kiếp sống cơ cực lầm than. Nhưng Kỷ Mùi cũng nên hiểu một điều rằng, khổ mới là kiếp nhân sinh, bão giông mới là cuộc đời. Chỉ khi nào chúng ta hiểu những điều đó, chúng ta mới an nhiên đối diện với thực tại. Và trong video ngày hôm nay, Tử Vi Con Số May Mắn rất vui khi được đồng hành cùng quý vị anh chị tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 để chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về những bí ẩn cuộc đời của bản mệnh. Trời sinh phú quý hiển vinh, nhưng con giáp này sẽ phải trải qua nhiều sóng gió gian truân, vất vả, bạn mới đạt được sự thành công như ý. Đặc biệt trong video này, con số may mắn cũng chia sẻ chi tiết vận trình từ năm 46 tuổi. Tuổi Kỷ Mùi sẽ đón nhận những cơ may gì và cần lưu ý điều gì để chúng ta tìm được con đường tương lai tươi sáng cuộc đời. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết trong video này. Thưa quý vị anh chị tuổi Kỷ Mùi thân mến, có một trò chơi nhỏ, đơn giản là nhắm mắt lại nghĩ về ba người mà bạn yêu nhất, thương nhất, quan tâm nhất, ưu tiên nhất. Xong chưa? Rồi chứ 99% một thiên thượng hỏa 1979 sẽ không liệt kê tên mình vào trong đó. Lắm lúc ta quên mất rằng bản thân ta cũng là một người cần được yêu thương, cần được ưu tiên, cần được quan tâm bởi chính mình. Một ngày nào đó có thể Kỷ Mùi sẽ thành công, hoặc có một cuộc đời nhàn tản. Khi đấy bạn sẽ cảm ơn ai? Là cha, là mẹ, là bạn bè hay đồng nghiệp, là người thương hay ân nhân? Dù có cảm ơn ai, hãy nhớ đừng quên cảm ơn chính bản thân mình, cảm ơn cái bản tâm mình đã giữ lại ngọn lửa trong vắt như lâu ly mà đối với cuộc đời, tránh để tâm tính mình bon chen sa ngã. Cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc, cảm ơn bản thân đã ngược xuôi, chăm chỉ, cảm ơn bản thân đã kiên cường gồng gánh, cảm ơn bản thân đã tự chữa lành khỏi những tổn thương, tự quên đi những suy tư, thiệt thòi. Cảm ơn bản thân đã ở cạnh bản thể, nâng đỡ dìu nhau qua những ngày sóng gió, vì mọi việc đang giống như trời đổ cơn mưa, thử thách bản tâm, tìm cách dập tắt ngọn lửa thiên thượng hỏa này vậy. Sợ hãi khi làm điều gì đó ý nghĩa là điều dễ hiểu, chúng ta ai cũng vậy. Nhưng bạn nên dành nỗi sợ cho việc cái khả năng bạn sẽ ở mãi cái điểm hiện tại, nơi khiến bạn mệt mỏi này, và sẽ không có gì thay đổi cả. Có nỗi sợ đấy rồi, bạn sẽ có động lực mà lao vào một sự mạo hiểm mới mẻ trong cuộc đời. Bạn biết đấy, thỉnh thoảng bạn hay nghĩ rằng, nếu cuộc đời là một sự sắp xếp sẵn, vậy việc gì ta phải cố, nếu vận mệnh như một cuốn sách được viết trước, vậy mọi nỗ lực có tiến sĩ nghĩa gì đây? Vì lắm lúc ở phía cuối sách, giản đơn chỉ là một cái kết đẹp, còn đẹp đến đâu là do bản thân bạn tự viết. Cũng lắm lúc ở một số trang của vận mệnh, sẽ chỉ có những dòng như ước mơ thành hiện thực, hoặc nỗ lực được kết trái đơm hoa. Nên nếu không tiếp tục cố gắng và chinh chiến, làm sao bạn hoàn thành cuốn sách của cuộc đời được? Tôi không kêu bạn đừng chán nản, hay đừng mỏi mệt Kỷ Mùi à. Tôi chỉ muốn nói là, mệt thì nghỉ ngơi, chán thì ngừng lại, nhấp ngụm, trà ngắm thế gian một tí, rồi lại tiếp tục kiên tâm qua cái đoạn này nhé. Đừng quên yêu thương và ưu tiên bản thân.
cũng đừng quên ai đã giúp đỡ bạn trong cái đoạn khó khăn, ai đã đẩy bạn vào sự khó khăn và ai đã bỏ rơi bạn trong cái đoạn khó khăn này. Mọi điều sẽ sớm ổn thôi. Lửa trên trời chập chờn thì có, nhưng vĩnh viễn cháy trong suốt như lưu ly. Người sinh năm Mùi trời sinh là người luôn vui cười, sống chân thực và thân thiết với mọi người, rất dễ động lòng trắc ẩn với những bất hạnh của người khác. Tính cách của những người sinh năm Mùi rất hiền lành, thậm chí hay tỏ ra xấu hổ, bẽn lẽn. Nếu được phát huy hết mọi sở trường, sẽ trở thành những nhà nghệ thuật đầy tao nhã hoặc có tính sáng tạo cao. Còn nếu không có những thành công trong sự nghiệp, họ sẽ trở thành con người bi quan, chán nản và buồn bã. Những người tuổi Kỷ Mùi thường dịu dàng và có tâm hồn nghệ sĩ. Một người sinh vào năm Mùi được nhắc đến nhiều ở khía cạnh nghệ thuật với tài năng tuyệt vời trong những nỗ lực sáng tạo. Người tuổi Kỷ Mùi có mắt thẩm mỹ và có năng khiếu về thời trang. Đây là những người sống nội tâm, khép kín. Họ không phải là những người thích chống đối hay đấu tranh khi có điều gì không vừa ý. Họ thích cuộc sống lúc nào cũng tươm tất, bằng phẳng, không có những khúc quanh, không có những đoạn gồ ghề. Lúc nào cũng phải là một con đường trải nhựa sạch sẽ, là những người sâu sắc, tốt bụng, hay giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Vì thế, họ luôn được đền đáp xứng đáng trong cuộc sống. Thực tế, những người này rất may mắn trong sự nghiệp và chuyện tiền bạc. Người tuổi Kỷ Mùi chính trực, hiền lành và dễ cảm thông được với nỗi khổ của người khác. Họ thường là những nhà nghệ thuật và làm những việc có tính sáng tạo, là người vị tha, độ lượng nên họ dễ tha thứ cho sai lầm của người khác, biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người đó để biết những khó khăn của họ, hiểu và thông cảm cái lý của người khác. Người tuổi Kỷ Mùi bằng những cử chỉ tế nhị, rất giàu lòng thông cảm với người khác. Họ cũng ít khi phê bình người khác. Người tuổi Kỷ Mùi không thích sự thay đổi và sự xung đột, nên họ luôn né tránh những cuộc tranh luận, giữ quan hệ tốt với mọi người. Đồng thời họ cũng là người chu đáo. Họ luôn cẩn thận để không làm tổn thương bất kỳ ai, và nếu phải làm thế thì họ cũng sẽ giải quyết lại tình huống đó. Trên hết, người sinh năm Kỷ Mùi là người được bạn bè ngưỡng mộ và dễ hòa đồng trong công việc. Họ là những người không quen với việc quản lý, dẫn đầu và thật sự cảm thấy không thoải mái khi phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Những người tuổi Kỷ Mùi thường thích được che chở, bao bọc, nâng niu, chiều chuộng. Họ luôn sống với một thái độ bình thản, chậm rãi, biết hưởng thụ vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống. Họ luôn ao ước cảm nhận sự tuyệt vời từ nghệ thuật như âm nhạc, hội họa. Hầu hết những người thuộc cung mệnh này đều có xu hướng thiên về gia đình. Họ tìm thấy sự hứng thú, đam mê trong việc trang trí nhà cửa, làm bánh mứt, cắm hoa, nấu ăn. Họ thiên về những gì truyền thống, thích vẻ đẹp kín đáo mà tinh tế. Họ thường chỉ thích sự dễ dàng, nhẹ nhàng. Vì thế, họ rất ưa chuộng những thứ máy móc tiện nghi, giúp họ giảm bớt việc nhà và có thời gian theo đuổi những đam mê nghệ thuật. Chủ kiến của những người này thường có những cách thể hiện mâu thuẫn nhau, gặp những lúc khó khăn hay đau khổ. Họ luôn giữ chặt tình cảm trong lòng, cũng không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài để người khác hiểu, thậm chí kể cả những bực tức trong lòng. Lúc còn nhỏ, những người tuổi Kỷ Mùi luôn được bố mẹ yêu chiều, nên người tuổi Kỷ Mùi tin rằng tuổi của họ sẽ mang lại hạnh phúc vì họ có tấm lòng lương thiện, thuần khiết. Đồng thời, họ còn là những người khẳng khái, hào phóng. Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh mất nhà cửa, cháy túi thì hãy tin rằng người bạn tuổi Mùi của bạn sẽ quyết không để bạn rơi vào cảnh túng quẫn mà không quan tâm. Chỉ cần ai gặp khó khăn là họ sẵn sàng biếu tiền giúp đỡ. Cuộc đời của người tuổi Kỷ Mùi phải có ba cái lớn: ăn uống, nhà ở và quần áo. Cho dù có đi đến đâu, họ vẫn rất muốn được giao tiếp với mọi người. Những ai muốn hợp tác với họ đều nhận được sự đối đãi tử tế. Không những thế, người tuổi Kỷ Mùi còn nói lên sau này anh ta nhất định sẽ có cuộc hôn nhân mỹ mãn, không những nhận được tình yêu của bạn đời mà còn được họ hàng thân thiết yêu mến. Người ta nói rằng người tuổi Kỷ Mùi mà sinh vào mùa đông thì cuộc sống của họ sẽ gặp phải những gập ghềnh, trắc trở. Bởi vì mùa đông là mùa không có thức ăn,
và dê sống trong mùa này thường xuyên phải chịu đói. Tuy nhiên, bất luận người tuổi Kỷ Mùi rơi vào hoàn cảnh thế nào, cũng không buồn phiền, chán nản. Người tuổi Kỷ Mùi thuộc con vật cẩm tinh thứ 8. Đối với người Trung Quốc, số 8 là tượng trưng cho cuộc sống yên ổn, sung túc. Tuổi Kỷ Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với tuổi Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Tuổi Kỷ Mùi dễ xúc động với những bất hạnh, khó khăn của người nghèo khổ. Họ dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của tuổi Kỷ Mùi khiến họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người xung quanh. Tuổi Kỷ Mùi không đủ mạnh mẽ, chống chọi với khó khăn, thử thách một mình. Họ cần có sự giúp đỡ, đồng cảm và ủng hộ của những người thân cận. Đôi khi sự đa sầu, đa cảm khiến cho tuổi Kỷ Mùi rơi vào trạng thái mất cân bằng trong cuộc sống. Tuổi Kỷ Mùi biết phát huy những ưu điểm của mình và khắc phục những nhược điểm. Họ giỏi trong việc thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình. Với nội tâm phong phú và con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Kỷ Mùi thấu hiểu được tâm tư, tình cảm của người khác chỉ qua ánh mắt hành động, cử chỉ. Nếu biết những ai đang gặp khó khăn, tuổi Kỷ Mùi sẽ cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ họ. Tấm lòng nhân ái và tốt bụng không cho phép tuổi Kỷ Mùi từ chối bất kỳ ai, bởi bản tính lương thiện thật thà mà những người này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bạn sẽ ít khi thấy tuổi Kỷ Mùi rơi vào tình trạng khó khăn hay có vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe. Người sinh năm Kỷ Mùi biết cách lấy trí thông minh, bù đắp những chỗ yếu kém của mình. Họ giỏi sử dụng những phương cách uyển chuyển, khéo léo, chiến thuật mềm dẻo khiến người khác mềm lòng. Họ cũng rất giỏi trong việc đánh giá tâm lý đối phương, vì thế không được coi thường họ, bằng không sẽ gặp thất bại thảm hại. Với thái độ chân thành, bình tĩnh, khi diễn giải một cái gì, bao giờ họ cũng mang giọng điệu cảm thương người khác. Họ còn rất giỏi trong việc phá vỡ những thành kiến, cho dù họ phải ra pháp trường, biện hộ cho mình, thì vẫn luôn có thái độ chân thành, đầy ấn tượng thay cho lời nói khiến mọi người phải tin phục. Sách xưa có viết, mậu ngọ, Kỷ Mùi, ngọ là nơi hỏa vượng, mộc ở trong chi mùi lại sinh hỏa, hỏa khí bùng lên gặp đất sinh, nên gọi bằng thiên thượng hỏa, thiên thượng hỏa là lửa từ trên trời. Vậy nên tuổi Kỷ Mùi 1979 mới có tên như vậy, là nguồn chiếu sáng vũ trụ chan hòa mọi chỗ, không thiên vị. Bởi vậy, người thiên thượng hỏa rất công bình, chính trực, hào sảng, số nằm mờ thiên thượng hỏa mà có nhiều cát tinh tại mệnh. Nếu đứng ngôi chủ vào thời bình, bàn dân thiên hạ được nhờ, nhưng thiên thượng hỏa mà tuổi Kỷ Mùi là mặt trăng, tính chất nhu hòa, lắm khi lại lạnh nhạt và vô tình cuộc đời. Tuổi Kỷ Mùi, nam mạng được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều. Con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an, thuận lợi. Có điều, người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Vận mệnh, tử vi chọn đời người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Về phương diện công danh, sự nghiệp, xem tử vi chọn đời, tuổi Kỷ Mùi cho thấy tuổi này có nhiều may mắn hơn xui xẻo. Trong cuộc đời, có nhiều cơ hội phát triển được sự nghiệp. Trong công việc, họ rất có trách nhiệm và coi trọng chữ tín. Một khi được giao nhiệm vụ nào đó, tuổi Kỷ Mùi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất, không bao giờ lỡ hẹn hay phụ lòng tin của ai đó. Đối với tuổi Kỷ Mùi, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, địa vị. Vì vậy họ cũng không thích quản lý, chỉ đạo người khác. Điều họ thích là được làm việc trong tập thể và đóng góp những ý tưởng sáng tạo của mình cho đám đông. Họ cũng luôn là người tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho mọi người xung quanh. Điều đó giúp cho họ chiếm được trái tim, tình cảm của nhiều đồng nghiệp. Hơn nữa, tinh thần ham học hỏi giúp họ có nhiều kinh nghiệm khi hợp tác làm ăn với mọi người. Càng về sau, sự nghiệp của họ càng được mở rộng
và thăng tiến nhanh hơn, đặc biệt khi được làm việc trong môi trường tự do, thoải mái, sẽ giúp tuổi Kỷ Mùi phát huy được hết ưu điểm, khả năng của mình. Với tâm hồn lãng mạn, phong phú, bay bổng của mình, người tuổi Kỷ Mùi có lẽ phù hợp nhất với lĩnh vực nghệ thuật. Không ít những người trong số họ trở thành nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên tài năng và nổi tiếng, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, dù làm trong nghề nào đi nữa, thì họ cũng hết lòng vì công việc, vì vậy luôn được mọi người tin tưởng kính trọng. Tuổi Kỷ Mùi có một nhược điểm rất lớn, đó là sự do dự, thiếu quyết đoán khi làm việc. Điều đó khiến họ để lỡ nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân. May mắn, tuổi Kỷ Mùi là những người thông minh và cẩn thận, họ sẽ dễ dàng đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Thế nhưng, rất ít những người tuổi Kỷ Mùi nằm trong hàng ngũ của những người lãnh đạo, uy quyền. Không phải họ không có khả năng đạt được những thứ đó, mà do tuổi Kỷ Mùi có xu hướng lựa chọn cho mình cuộc sống bình yên, an nhàn bên gia đình và những người thân yêu. Họ là những người có tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ với cuộc sống sung sướng, đầy đủ tiện nghi. Khi lớn lên, cuộc đời của tuổi Kỷ Mùi có nhiều biến động, đặc biệt là về vấn đề tình cảm và sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng theo. Khi bước vào đời, tuổi Kỷ Mùi cũng phải chịu quá nhiều khó khăn như bao con giáp khác, rồi mới có cuộc sống giàu sang, phú quý. Nhờ tâm địa tốt mà họ luôn được quý nhân giúp đỡ lúc khó khăn, nên sự nghiệp bắt đầu bền vững. Từ 38 tuổi trở đi, nắm chắc và vững vàng sự nghiệp. Đặc biệt giai đoạn hoàng kim nhất của con giáp này là khoảng từ năm 46 tuổi trở đi thì sự nghiệp tài lộc bùng nổ mạnh mẽ, gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, sự nghiệp như mơ, tiền đồ như ý. Nhờ vậy mà từ trung vận đến hậu vận, cuộc sống con giáp này rất sung túc, ấm no. Hơn nữa, những người này rất tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người đang gặp khó khăn và những người thân yêu. Về quan hệ bạn bè, thuở nhỏ, cuộc sống tốt đẹp không phải lo cơm áo gạo tiền, may mắn hơn so với bạn bè. Sao phúc vẫn luôn mỉm cười với họ, vì họ có tấm lòng trong sáng, thuần khiết và lương thiện. Về thời gian, họ rất vô tư, về tiền bạc, họ rất hào phóng. Khi bạn bè rơi vào tình cảnh không trốn nương thân, họ sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình. Dù họ đi đến đâu cũng thích kết bạn, họ cũng đối đãi rất mực chân thành với người muốn hợp tác với mình. Nhờ vậy mà sau này những mối nhân duyên này sẽ giúp đỡ họ rất nhiều và cùng phát triển. Về phương diện tài lộc, vận thế tài lộc, tuy không đại phú, đại quý, nhưng về cơ bản khá bình ổn, đủ ăn, đủ mặc trong đời. Nếu biết nắm chắc cơ hội thì có cơ may phát tài lớn. Họ là những người có nghị lực, dám tay trắng làm nên sự nghiệp, song cần đặc biệt chú ý về chi tiêu, nên học cách khống chế, kiểm soát nhu cầu của bản thân. Cuộc đời người tuổi Kỷ Mùi không có quá nhiều trắc trở, cũng không gặp phải nguy cơ quá lớn về tiền bạc. Cuộc đời họ có thể sở hữu cuộc sống khá sung túc, đủ đầy, vào trung vận có gặp khó khăn, nhưng được quý nhân phù trợ nên họ may mắn gặp được nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như thăng tiến trong sự nghiệp. Sau người này có một nhược điểm, chính xác hơn là thích mua những đồ xa xỉ, phẩm, lại rất hào phóng rộng rãi với bạn bè nên tiền kiếm được tiêu cũng rất nhanh. Họ không có số mệnh đại phú, đại quý, song vẫn có được cuộc sống nhàn tản, bình an, không phải lo lắng về tài chính, không giàu nhưng cũng không phải thiếu thốn bao giờ. Nếu chuyên tâm hơn phát triển sự nghiệp, thì họ có thể tay trắng làm nên thành công, gây dựng cơ đồ, tiền tài, vật chất cũng nhanh chóng tăng vọt. Giai đoạn từ 45 đến 50 là thời điểm con giáp này nhận nhiều cơ may bứt phá, tiến lên giành thắng lợi về tay, đổi đời giàu có bất ngờ. Vận may tài lộc thường đến khá nhanh và mạnh như vũ bão. Hãy nắm bắt tốt thời cơ, và khi có tiền rồi cũng nên đầu tư những hạng mục như bất động sản, gửi tiết kiệm cho chắc ăn quý vị nhé. Khi làm ăn cần phải lựa chọn những người hợp tuổi để đạt được hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Kỷ Mùi nên chọn đối tác làm ăn là những người tuổi Quý Hợi, Canh Thân, Giáp Tý. Ngoài ra, Kỷ Mùi cũng nên hạn chế hợp tác làm ăn với các tuổi Tân Dậu, Đinh Mão, Mậu Thìn, Quý Dậu, Bính Thìn và Ất Mão.
Do xung khắc về tuổi, nên nếu Kỷ Mùi hợp tác làm ăn với những người này thì có khả năng trong công việc phát sinh các vấn đề không thuận lợi về phương diện tình cảm gia đạo. Bởi sự khéo léo trong giao tiếp mà tuổi Kỷ Mùi được rất nhiều người yêu quý và có mối quan hệ rộng rãi. Tuy nhiên, không phải ai tuổi Kỷ Mùi cũng coi là những người tri kỷ thực sự trong cuộc đời. Họ sợ trái tim mình bị tổn thương. Nếu tin tưởng người khác quá nhiều, họ là người sống giàu tình cảm và rất nghiêm túc trong vấn đề tình yêu hôn nhân. Tuổi Kỷ Mùi sẽ không bao giờ đùa cợt, lợi dụng với tình cảm của bất kỳ ai. Những người này một khi đã yêu sẽ rất chân thành và mãnh liệt. Đặc biệt họ sẽ không thay lòng đổi dạ, làm điều gì có lỗi với người mình yêu. Nam giới tuổi Kỷ Mùi tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại có trái tim rất yếu đuối, dễ tổn thương. Họ yêu một cách âm thầm, không dám thổ lộ cho đối phương biết tình cảm của mình. Hãy đặt hoàn toàn niềm tin vào anh ấy. Chàng trai tuổi Mùi sẽ không bao giờ phản bội hay khiến bạn bị tổn thương. Có thể thấy rằng, dù là nam hay nữ giới, những người tuổi Kỷ Mùi đều có điểm chung là trái tim giàu tình yêu thương và sự yếu đuối trong tâm hồn. Bởi vậy, họ thường trở nên bị động, phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Họ thất thường, dễ giận dỗi vô cớ, khiến cho đối phương luôn phải chạy theo. Nắm bắt cảm xúc, nữ giới tuổi Kỷ Mùi có khá nhiều người theo đuổi, nhưng đáng tiếc đó lại không phải là mẫu người mà nàng thích. Vì thế, không ít nàng chỉ biết yêu đơn phương, cũng do không chủ động bày tỏ tình cảm và theo đuổi chàng trai mình thích. Nhiều cô gái tuổi Kỷ Mùi đành chấp nhận kết hôn với người mà mình không thực sự yêu thương. Khi ấy, mối tình đầu dù không thành nhưng vẫn để lại trong lòng họ những vương vấn khó quên. Tuy tình cảm đôi lúc không ổn định, nhưng phụ nữ tuổi Kỷ Mùi cũng thường khá khuôn phép và lễ độ. Họ hiểu và tôn trọng luân thường đạo lý cũng như những chuẩn mực khác trong xã hội. Phụ nữ tuổi Kỷ Mùi khi lập gia đình, họ sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc, quan tâm đến con cái và những người thân trong nhà. Họ sẽ là bà nội trợ đảm đang, là người luôn lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, tình cảm của người chồng. Tuy nhiên, những cô nàng này dường như không có quan niệm độc lập về kinh tế. Họ cho rằng kiếm tiền là trách nhiệm của những người đàn ông. Tuổi thanh xuân của họ khá tươi đẹp, lúc nào cũng có nhiều anh chàng theo đuổi, nhưng cô nàng tuổi Kỷ Mùi chẳng mảy may rung động. Họ chỉ chờ đợi những chàng hoàng tử và cuộc tình lãng mạn như trong câu chuyện cổ tích. Đặc biệt, những cô nàng tuổi Kỷ Mùi rất ghét bị lừa dối, phản bội. Nếu như vấp ngã trong tình yêu, họ sẽ có xu hướng khép kín trái tim mình, không cho bất kỳ ai bước vào lần nữa. Khi yêu, những người này rất lãng mạn, luôn tạo ra thật nhiều bất ngờ và những khoảnh khắc đáng nhớ cho cuộc tình. Tuổi Mùi đặt ra những yêu cầu cao cho đối phương. Bởi vậy mà không ít lần, họ rơi vào trạng thái thất vọng khi những điều mình mong ước không trở thành sự thật. Tuổi Kỷ Mùi biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tuy nhiên, để khắc phục được những điểm yếu, họ cần có nhiều thời gian và sự giúp đỡ của người khác. Mỗi khi gặp khó khăn, họ thường né tránh, không dám đối diện hoặc dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Tuổi Kỷ Mùi khó có thể làm việc độc lập mà phải cần sự trợ giúp của nhiều người. Phụ nữ tuổi Kỷ Mùi có thể đảm nhận tốt vai trò của một bà nội trợ trong gia đình, nhưng họ không thể một mình đối mặt với chông gai, sóng gió trong cuộc đời. Họ cần sự che chở, bảo vệ và tình yêu thương, sự quan tâm của người chồng. Bởi vậy, những cô nàng tuổi Mùi nên kết hôn với những anh chàng mạnh mẽ, phóng khoáng và tốt bụng với cuộc sống gia đình. Người phụ nữ tuổi Mùi là người vợ mẫu mực, họ biết cách sắp xếp, tổ chức mọi việc trong nhà. Vì vậy, họ được chồng chiều chuộng, yêu thương hết mực. Vì tính cách yếu đuối, họ không thể đảm nhận những công việc lớn trong gia đình. Mọi việc lớn nhỏ đều do chồng quyết định. Tuy nhiên, nếu người vợ nhận được sự cảm thông, chia sẻ, động viên, khích lệ của chồng, họ sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của mình để đạt được kết quả tốt nhất. Đàn ông tuổi Kỷ Mùi tuy mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng cũng cần một bờ vai vững chắc, chỗ dựa an toàn trong những lúc suy sụp, buồn phiền. Bởi vậy, sự có mặt của một người phụ nữ dịu dàng, ân cần, quan tâm, chăm sóc là điều rất cần thiết trong cuộc đời họ.
đàn ông tuổi Mùi rất biết cách giúp đỡ vợ trong việc nội trợ. Họ sẵn sàng chăm sóc con cái, phụ giúp vợ, chuẩn bị những bữa cơm trong gia đình. Chàng trai sinh năm Mùi có thái độ chân thật với tình yêu, thường khiến bạn đời cảm thấy thoải mái. Bạn mãi mãi là một cậu bé không lớn được, vừa có cái thơ mộng, lãng mạn của tuổi thơ, vừa có phong độ quan tâm chăm sóc người khác của một chàng trai thanh niên với vẻ ngoài tuấn tú, tinh lực dồi dào. Vì thế phong độ của bạn rất thanh thoát. Tuy nhiên, bạn là người trung thành với tình yêu, thậm chí còn tình nguyện làm thân trông ngựa. Bạn rất biết cách lấy lòng phụ nữ trong cuộc sống gia đình. Bạn là người chồng tốt, quan tâm đến vợ, là một người cha tốt, chăm sóc chu toàn con cái. Mặc dù bạn là người biết chăm sóc chu đáo, cẩn thận, nhưng lại là người so đo, tính toán. Bạn là người biết nghe lời vợ với mục tiêu được hưởng những ngày hạnh phúc với vợ con. Cuộc đời nam mệnh tuổi Kỷ Mùi không mấy điều tốt cho lắm. Ở tiền vận, có thể đạt được nhiều kết quả mau chóng về đường công danh, nhưng không theo đuổi công danh vì nhiều trở ngại cho cuộc sống của bạn. Chỉ khi về trung và hậu vận mới nắm chắc được sự nghiệp tiền tài, nếu sinh vào những tháng 2, 3 và 9 âm lịch, cuộc đời bạn phải trải qua 3 lần thay đổi về tình duyên. Nếu bạn sinh vào những tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch thì cuộc đời bạn ít ra cũng thay đổi 2 lần về vấn đề tình duyên. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, 5 và 12 âm lịch thì bạn được sống hạnh phúc, không có thay đổi. Việc vợ chồng, con nữ mệnh Kỷ Mùi gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, về việc làm ăn cũng như về vấn đề công danh và sự nghiệp, số có nhiều sung sướng. Cuộc sống không bao giờ gặp cảnh trái ngang trong cuộc đời nếu sinh vào những tháng 3, 6 và 10 âm lịch thì cuộc đời bạn phải có thay đổi 3 lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu sinh vào những tháng 2, 4, 7, 9 và 11 âm lịch thì bạn phải có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu sinh vào những tháng 1, 5 và 8 âm lịch thì cuộc đời bạn sẽ sống được hoàn toàn hạnh phúc và không có thay đổi về vấn đề tình duyên, về phương diện sức khỏe, xem tử vi chọn đời. Dự báo con giáp tuổi Kỷ Mùi có sức khỏe không được tốt lắm, hay bị ốm đau, bệnh vặt nên chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm tập luyện để tăng cường sức đề kháng. Nhìn tổng thể thì sức khỏe không có gì đáng lo lắng. Người tuổi Kỷ Mùi thường sống khá thọ, hưởng phúc an nhàn. Ngoài ra, người tuổi Kỷ Mùi ngũ hành thuộc thổ, mà hành thổ đại diện cho tí vị, nên người này dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, trứng bụng, ăn không tiêu, đau dạ dày, đau đại tràng, phù thủng. Đặc biệt, người này yêu thích ăn uống và không kén chọn nhiều nên lại càng hay có vấn đề về phần này. Khi vào mùa đông lạnh lẽo, con giáp này nên chú ý giữ gìn sức khỏe bởi sẽ khiến bạn dễ sinh nhiều bệnh tật. Các bệnh như cúm, viêm xoang, viêm mũi họng, ho lâu ngày không dứt cũng hay gặp phải. Vậy nên cần phải đặc biệt chú ý giữ ấm, tránh tiếp xúc với bụi bẩn hay thời tiết xấu, dễ suy giảm sức khỏe. Vào các mùa khác trong năm thì sức khỏe không có gì đáng ngại. Và bây giờ sẽ là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Kỷ Mùi 46 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận cho tuổi Kỷ Mùi có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Đánh giá chung, so với tử vi năm 2023 thì vận trình năm 2024 của người tuổi Kỷ Mùi có bước tiến nhảy vọt, rực rỡ hơn đôi phần và dần có xu hướng ổn định, ít bị biến động lớn. Do tác động ngoại cảnh, nhờ được nhiều cát tinh trợ mệnh, hầu như không có hung tinh tác động xấu, nên mọi phương diện cuộc sống của đương số đều có sự phát triển đáng kể. Đặc biệt, công việc suôn sẻ nhiều bề, có nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức, tiền bạc cũng dễ kiếm hơn năm ngoái. Dù thời cuộc chung vẫn khó khăn, kinh doanh buôn bán có lời lớn, đầu tư cũng là kênh thu lời hấp dẫn, gia đạo hay sức khỏe đều duy trì ở mức hài hòa, ổn định. Tuy nhiên, không ai nắm tay từ sáng tới tối được, cát khí không thể tự nó kéo dài xuyên suốt cả năm, đan xen với nó là những thời điểm hung khí lấn át, hoặc đơn giản là cảm xúc đi xuống cũng kéo theo vận trình giảm sút. Miễn là mệnh chủ,
luôn duy trì được tinh thần tích cực, lạc quan, chủ động trong mọi tình huống, thì sẽ có một năm mới đáng để kỳ vọng. Dưới đây là dự báo tử vi năm 2024 năm Giáp Thìn ở các phương diện cuộc sống cho tuổi Kỷ Mùi. Công việc rất tốt, nhờ đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, bạn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và khiến cho lãnh đạo hài lòng. Năm nay mở ra nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức, bạn hoàn toàn có thể được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực của mình. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công lớn lao, thì cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng, bởi bạn vẫn cần cố gắng không ngừng, tiền bạc tốt. Phương diện này cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện, dù bạn làm trong lĩnh vực nào thì cũng có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương nhận được nhiều khoản thưởng nóng, hoa hồng, thậm chí có người được thăng chức nên tiền lương cũng tăng theo. Với người làm kinh tế, bạn ký kết được những hợp đồng béo bở, đưa ra những quyết sách đúng đắn, đem tiền về cho tập thể. Tình cảm gia đạo tốt, người độc thân có thể tự làm quen hoặc được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Chỉ cần bạn chịu mở lòng thì có thể nhanh chóng nên duyên với một người nào đó, với người đã lập gia đình. Nhờ các thành viên luôn quan tâm và thấu hiểu nhau mà ngôi nhà của bạn lúc nào cũng duy trì được sự ấm áp, chan hòa, niềm vui, sức khỏe tốt. Tình hình sức khỏe không có gì đáng lo trong năm 2024. Công việc tiến triển thuận lợi giúp bạn không phải lo lắng, căng thẳng nhiều. Tuy nhiên, để cơ thể luôn khỏe mạnh thì bạn vẫn cần chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, không nên làm việc quá sức. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. 1. Linh vật cóc ba chân phú quý tiền tài. Với người tuổi Mùi mang mệnh thủy, bạn nên ưu tiên sử dụng cóc ba chân được chế tác từ ngọc để chúng phát huy tối đa công dụng. Linh vật này giúp thu hút tài lộc, hỗ trợ thay đổi đường công danh. Thiềm thử nên đặt ngay trên bàn làm việc của bạn, nơi mọi người dễ nhìn thấy trong quá trình sử dụng. Thiềm thử tên gọi khác của cốc ba chân, bạn nên giữ gìn thiềm thử luôn sáng bóng, sạch sẽ, đặc biệt phần mắt và đồng tiền để thiềm thử luôn duy trì được sinh khí, thu hút tài lộc về. Hai đồng hồ treo tường, công danh khởi phát, xem tử vi sự nghiệp 2024 của tuổi Kỷ Mùi. Bản mệnh đạt được khá nhiều thành công, nhưng cơ hội để thăng tiến lại không có nhiều. Tuy nhiên, nếu biết áp dụng phong thủy hợp cách, con giáp này hoàn toàn có thể tăng thêm cơ may thăng tiến cho bản thân. Cách hay nhất, đơn giản nhất vào thời điểm này chính là sử dụng vật phẩm phong thủy cho tuổi Kỷ Mùi thăng quan tiến chức. Vật phẩm này chẳng hề khó kiếm đâu mà có khi còn xuất hiện ở hầu hết các căn nhà nữa. Như đồng hồ treo tường chính là thứ mà các bạn tuổi Dê cần có để công danh phát đạt. Thường chúng ta hay thấy đồng hồ tròn hay vuông. Có người cho rằng đồng hồ vuông có bốn góc bọc khung là tốt nhất, song kỳ thực thì hình dáng đồng hồ không quá quan trọng. Điều bạn cần lưu tâm khi chọn đồng hồ treo tường làm vật phẩm vượng công danh cho mình chính là chọn loại không quá to, nếu không nó sẽ áp chế vận trình chứ không phải thuốc vượng. Đồng hồ này nên treo ở phòng khách là tốt nhất, sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Ba Phật bản mệnh tuổi Kỷ Mùi 1979. Mỗi con giáp đều có vị thần bản mệnh, thủ hộ thần của riêng mình. Với người tuổi Kỷ Mùi thì Phật bản mệnh đó là Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai tượng trưng cho quang minh, ánh sáng của chân lý, dung hợp được tính nết của người tuổi Mùi nói chung và tuổi Kỷ Mùi nói riêng. Đeo bản mệnh Phật Đại Nhật Như Lai sẽ khiến tuổi Mùi giảm thiểu tâm tình tiêu cực, tăng cường năng lực phán đoán, hạ thấp tính cố chấp. Bản mệnh Phật của người tuổi Kỷ Mùi là thánh vật phong thủy, có ý nghĩa cát tường giúp bạn may mắn, tốt lành, giảm bớt xui rủi, đạt được nguyện vọng. 4. Tượng Tỳ Hưu phong thủy, trấn nhà đuổi trừ tà khí cho gia chủ. Theo cấu tạo cơ thể, Tỳ Hưu là loài vật chỉ có miệng và khuyết hậu môn, đặc biệt chúng chỉ ăn vàng bạc, châu báu. Từ đặc điểm cấu tạo khác thường này, dân gian xưa kia đã luôn truyền miệng rằng những người sở hữu được Tỳ Hưu sẽ trở nên giàu có như câu tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt. Mọi người vẫn thường chúc nhau vào dịp Tết. Ngày nay, Tỳ Hưu có thể mang lại vận số giàu sang phú quý cho những người đủ nỗ lực. Quý vị thân mến,
có 8 điều quý vị có thể làm để có được nhiều may mắn hơn. 1. Tươi cười nhiều hơn, nụ cười cũng chính là điều hấp dẫn người khác nhất. Cổ nhân nói, cảnh tùy tâm chuyển, khi tâm trạng của một người là tốt, thì hoàn cảnh sẽ tốt, tâm tình không tốt, mọi việc cũng đều rối loạn. Những người hay cười thường sẽ sở hữu một phần khí chất vượt xa tuổi tác, thời trang và ngoại hình, nó ẩn sâu ở trong nội tâm. Bạn mỉm cười với người khác cũng sẽ đáp lại nụ cười của bạn. Học cách biết mỉm cười trước mọi hoàn cảnh không chỉ giúp cho cuộc sống của bạn thêm nhẹ nhàng, tự tại, mà còn đem lại cho bạn nhiều vận may hơn. 2. Biết cảm thông nhiều hơn. Lão Tử có câu, tri nhân giải trí, người thấu hiểu người khác là bậc trí huệ, có thể thấu hiểu chỗ khó của người khác và đưa tay ra đúng lúc. Là người đại trí đại huệ, người có thể thấu hiểu cũng sẽ biết cảm thông người khác. Mỗi người đều có những niềm vui, nỗi khổ của riêng mình mà không phải người ngoài đều hiểu rõ. Vậy nên, vô luận là trong mối quan hệ với cha mẹ, với người yêu, với con cái hoặc là với bất cứ một người nào khác bên cạnh, chúng ta đều phải học cách biết cảm thông. Nền tảng của mối quan hệ giữa người với người là sự đúng mực. Nếu không có sự đúng mực, thì sẽ không có sự tôn trọng, sẽ dẫn đến xung đột, mâu thuẫn xảy ra giữa hai bên. Sự đúng mực thể hiện ở việc có thể đứng ở góc độ của đối phương mà nghĩ cho họ nhiều nhất có thể. Có thể hoán đổi vị trí cho nhau là cách cảm thông lớn nhất. Khi chúng ta thật sự mở rộng tấm lòng, biết nghĩ cho đối phương, thì mới có được sự gắn bó bền chắc lâu dài, mới có thể có được vận khí tốt. 3. Khen ngợi nhiều hơn, khen ngợi giúp cho nhân duyên của bạn ngày càng tốt hơn. Khổng Tử nói, ba người đồng hành, ắt có người là thầy của ta. Vậy nên, ai cũng có những ưu điểm, những điều tốt đẹp để chúng ta khen ngợi, học tập. Người có thể tán dương sở trường của người khác là người rộng lượng quảng đại. Người như vậy sẽ kết được nhiều thiện duyên, vận khí cũng theo đó mà đến. 4. Bao dung nhiều hơn. Trong gia đình, bao dung càng nhiều thì hạnh phúc càng nhiều. Trong mối quan hệ vợ chồng, bao dung càng nhiều thì tình cảm càng khăng khít. Trong mối quan hệ hàng xóm láng giềng, bao dung càng nhiều thì chung sống càng thêm gắn bó. Giữa bạn bè, bao dung càng nhiều thì tình bạn sẽ càng bền lâu. Giữa đồng nghiệp với nhau, bao dung càng nhiều thì sự nghiệp sẽ ngày càng thuận lợi. Cuộc sống vốn không phải là chiến trường, không cần phải phân tranh cao thấp. Giữa người với người, thêm phần hiểu nhau, thêm phần bao dung chính là giảm bớt đi sự hiểu lầm. Giữa tâm và tâm, bao dung nhiều hơn một chút sẽ giảm bớt đi sự tranh chấp, lời người. Sống bao dung càng nhiều thì sẽ đắc được càng nhiều. 5. Thiện lương nhiều hơn, làm người nhất định phải giữ được sự thiện lương và chân thành. Khi bạn tặng cho người khác hơi ấm, người khác sẽ tặng lại ánh sáng cho bạn. Khi bạn trao cho người khác sự chân tình, thì người khác sẽ trao lại cho bạn thái độ ôn hòa nhã nhặn. 6. Ngừng oán trách nhiều hơn. Ngừng oán trách là cách giúp hoàn cảnh trở nên tốt hơn. Nếu bạn không có cách nào thay đổi hoàn cảnh, vậy hãy thay đổi thái độ của chính mình. Gặp phải chuyện không vừa ý, lựa chọn oán trách sẽ chỉ khiến cho cuộc sống càng lún sâu trong khổ não. Bạn oán trách người khác không đủ chu đáo, oán trách cấp trên, không xem trọng sự cố gắng của bạn, chê trách bản thân mãi không thành công. Tất cả đều không thể giải quyết được vấn đề gì. Trước khi chúng ta oán trách hiện thực, bất công, thì hãy xem bản thân mình là trân châu hay là hạt cát. Nếu không phải là trân châu thì hãy cố gắng để bản thân trở thành trân châu. Hạt cát dẫu có nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng không che đậy được ánh sáng lấp lánh của trân châu. 7. Biết ơn nhiều hơn. Sống trên đời nên biết cảm ơn cha mẹ đã ban cho ta sinh mệnh. Cảm ơn cuộc sống đã dạy ta trưởng thành. Cảm ơn hiện thực đã dạy ta biết kiên cường. Cảm ơn tình thân đã sưởi ấm trái tim ta. Cảm ơn tình yêu đã không rời xa ta. Cảm ơn tình bạn đã đồng hành cùng ta trong những lúc mưa gió. Người hiểu được cảm ơn thì vận khí cũng sẽ ngày càng tốt đẹp. 8. Nguyện ý chịu thiệt nhiều hơn. Người không tranh, nguyện ý chịu thiệt thòi là người quảng đại. Một người có tấm lòng quảng đại bao nhiêu thì phúc lộc cũng lớn bấy nhiêu. Hơn nữa, phúc báo của một người không phải cứ tranh giành là được,
trái lại, càng tranh giành danh lợi thì càng làm tổn hại phúc thọ của bản thân. Từ xưa đến nay không có một gia đình nào tranh giành tài sản lẫn nhau mà được thịnh vượng, mà hòa thuận mà trở thành danh gia vọng tộc. Cổ nhân đã đúc kết lại câu, chịu thiệt là phúc, người lương thiện chịu thiệt cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì khi bạn đối xử tốt với người khác, thì chính là đang tích vận khí cho mình, cuối cùng cũng sẽ được đền đáp thỏa đáng. Thưa quý vị, lắng nghe lời Phật dạy về ân đức cha mẹ, để những bậc làm con hiểu và có phương pháp báo đáp ân đức sâu dày đối với song thân một cách thiết thực nhất. Có người từ nhỏ không chống đối, cãi lời cha mẹ. Cha mẹ có đánh có mắng cũng không hề cãi lại một câu. Bởi vì có lòng hiếu thuận như vậy, nên người đó được làm quan lớn, nhưng người đó lại chỉ vì cha mẹ có tiền lương hưu nên không muốn phụng dưỡng cha mẹ. Kết quả, ông người ta dù làm quan lớn nhưng cả đời không có bao nhiêu tài sản, còn chẳng bằng một người giàu có mở cửa tiệm buôn bán bình thường. Đức Phật Thích Ca nói, phụng dưỡng cha mẹ dù chỉ một chốc một lát, cũng có thể nhận được phúc báo vô lượng. Ngược lại, cho dù chỉ phạm phải một vài chuyện không hiếu thuận, cũng sẽ phạm lỗi không thể tha thứ. Một người hiếu thảo với cha mẹ, phúc báo của anh là ắt sẽ làm quan. Một người biết phụng dưỡng cha mẹ bằng tài sản của mình, khí tài ngày càng sung túc. Thời xưa, mỗi vị quan khi xuất hành đều được che ô dù, cha mẹ tựa như tán ô đó vậy, che chở cho viên quan ấy. Còn kẻ gian thần tham lam nham hiểm, nhiều thói xấu, lại không có lòng hiếu thuận, đường làm quan của kẻ đó sẽ sớm bị chặt đứt. Các triều đại đế vương thời xưa đều vô cùng hiếu thảo, cho nên thường xây hướng đạo lý, chữ hiếu đứng đầu. Bởi vậy nên họ mới làm vua, làm quan lớn nhất, giàu có nhất. Lời Phật dạy về ân đức cha mẹ qua chữ hiếu trong Phật giáo. Trong cuốn Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán, Đức Phật đã dạy về ân đức cha mẹ rằng phúc báo của những người làm con biết phụng dưỡng cha mẹ là rất lớn. Đức Phật hỏi rằng tại sao ta phải chịu công ơn to lớn của cha mẹ? Đó là bởi vì cha là người đã cho ta giọt máu thành hình người, mẹ là người đã mang nặng đẻ đau ta 9 phần 10 ngày, cho đến lúc ta cất tiếng khóc chào đời, sau đó lại hết lòng chăm bẵm, nuôi nấng yêu thương ta. Những ân tình đó đối với chúng ta sâu tựa biển, cao tựa núi kia. Nếu như bởi vì con cái không hiếu thuận, người làm cha mẹ dần sinh lòng trách móc, oán giận, thì đó chính là nhân khiến chúng ta bị đẩy xuống địa ngục hoặc chuyển kiếp thành ma quỷ súc sinh. Quả báo thường đến rất nhanh, cho dù có là Đức Phật, Kim Cang, Thiên Tiên đều không thể vãn hồi. Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Nếu như có thể nghe theo lời cha mẹ, để cha mẹ vui lòng, như vậy sẽ nhận được sự che chở của chư vị thánh thần phúc lộc vô biên. Người như vậy được coi là người trời, hoặc là Bồ Tát chuyển thế, tới để trả ơn cha mẹ. Đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được coi là hiếu đạo, thì phải hội tụ được cả hai mặt là sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là sự lo lắng, chăm nom, phụng dưỡng để cha mẹ không bị thiếu thốn về vật chất, luôn tôn trọng, kính lễ cha mẹ không được khiến cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi lòng thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chính đạo để cha mẹ hiểu rõ về thiện lành, thoát khỏi tạp niệm mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo. Nhờ vậy, cha mẹ được sống an lạc trong hiện tại và giải thoát trong tương lai. Nói cách khác, một đời sống hành thiện, tích sức là hiếu hạnh, phát tâm báo ân còn là những điều tà ác, không có đạo đức là bất hiếu. 3. Lời Phật dạy về ân đức cha mẹ qua 10 công ơn của cha mẹ. Cha mẹ sinh ra ta có 10 công ơn như sau. Thứ nhất là ơn 9 phần 10 ngày mang nặng đẻ đau, từ lúc con mới chỉ là giọt máu rồi dần thành hình người mẹ đều hết sức che chở, như đất mẹ ôm con vào lòng. Khi con mới được một tháng trong thai, mẹ giống như hạt sương mong manh dính trên ngọn cỏ, sớm mới tụ động mà chưa đã tan, có lòng giữ được. Khi con được 2 tháng ở trong thai mẹ, hình như sữa đặc đã chắc điều gì đâu. Khi con được 3 tháng ở trong thai mẹ, như cục máu đông đặc đỏ ngầu, vô tri vô giác con nào biết chi. Khi con được 4 tháng trong thai mẹ, mới bắt đầu thành dạng thành người.
khi con được 5 tháng trong thai mẹ, con mới đủ 5 hình đủ chân tay đầu óc, con của mẹ. Khi con được 6 tháng trong thai mẹ, 6 căn mới đủ, mắt tai mũi lưỡi thân hình và ý. Khi con được 7 tháng trong thai, mẹ mới sinh đầy đủ 360 đốt xương, cũng là 84.000 chân lông. Thứ hai, là ơn lúc gần sinh con ra đời, trải qua muôn vàn vất vả, nặng nhọc, cực khổ. Sắp đến ngày sinh nở, mẹ ngồi cũng mỏi, nằm cũng khó, đứng cũng đau. Mẹ sợ hãi, lo lắng khi sắp bước vào giây phút sinh tử cuộc đời. Khi con đến với bụng mẹ được 8 tháng, phủ tạng mới sinh, ý chí mới đủ, chín khiếu mới thông. Khi con đến tháng thứ 9 mới đủ hình người ngồi trong bụng mẹ. Lúc khát con uống nguyên khí, lúc đói con ăn cùng mẹ. Sinh tạng rủ xuống, thực tạng hướng lên. Thứ ba là ơn sinh nở. Trải qua trăm khổ ngàn cực, cuối cùng mẹ đã đợi đến khi được trông thấy con. Thân thể mẹ mở toang, nước mắt và máu hòa đầy. Chờ đến khi nghe thấy tiếng con khóc, lòng mẹ mừng rỡ thay cũng lo lắng thay về tương lai. Vẹn tròn tới tháng thứ 10 đến ngày mẹ được nhìn thấy con. Nếu là con, hiếu chắp tay thu hình thuận lối mà ra để không đau lòng mẹ. Nếu là con bạc, dãy dụa vùng vẫy khiến lòng mẹ bút từng cơn, như cào như câu như ngàn mũi dao đâm vào gan ruột. Mẹ đau đớn vô cùng, nói sao cho tỏ. Sinh được con rồi, mừng lắm, vui lắm con ơi, yêu con của mẹ. Thứ bốn, là ơn của đắng mẹ ăn, của ngọt dành cho con. Thương con mẹ chẳng tiếc chi, cay đắng mẹ ăn, ngọt bùi phần con. Yêu con mẹ nâng niu như vàng ngọc, âu yếm chẳng rời tay những mong con no. Con ấm, mẹ đói rách cũng vui. Thứ năm, là ơn suốt đêm chăm con. Vì con, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo để con. Hai bầu sữa phòng khi con đói khát, hai tay này ủ ấm con khỏi gió sương. Thương con mẹ suốt đêm không ngủ, con say giấc nồng lòng mẹ mới được yên. Thứ sáu, là ơn bú mớm nuôi nấng, cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha mẹ thương con chẳng chê con xấu xí hay xinh đẹp, lành lặn hay quắp tay, quắp chân, sáng tỏ hay câm mù điếc. Bởi vì là con rứt ruột đẻ ra, nên dù thế nào cũng yêu thương con. Thứ bảy, là ơn dạy dỗ. Cha mẹ dạy con từ thuở lọt lòng, dạy con từ cách cầm đũa, cầm thìa để con tự làm ấm bụng mình, rồi dạy con cầm bút, nắn nót từng con chữ. Con lớn rồi lại dạy con đối nhân xử thế, làm người phải biết hành thiện tích đức, hàm ơn phải báo ơn. Cha mẹ không dạy con báo hiếu cha mẹ cụ thể ra sao, nhưng phận làm con phải tự nhớ lấy cần chi cha mẹ chỉ bảo, nghe lời Phật dạy về lòng hiếu thảo để thấy chúng ta đã hiểu sai như thế nào. Thứ tám, là ơn đi xa lòng mẹ thương nhớ. Con lớn rồi, có công việc, có lý tưởng, hoài bão riêng của con. Cha mẹ ở trốn xa nơi quê hương, chỉ biết ngóng trông theo bước con đi, cầu mong con được bình an, suốt đêm thương nhớ, sớm tối vấn vương. Thứ chín là ơn sẵn sàng hy sinh vì con. Vì con mẹ bồng mẹ bế, nhường cơm xẻ áo, mẹ dù đói rách cũng vui. Chỉ mong con lớn tìm bạn hiền mà chơi, tìm người đức mà nên đôi nên lứa. Thứ mười là ơn cha mẹ trọn đời thương con. Cùng cha và đức mẹ đấy con ơi, cao sâu tựa trời, cha mẹ già hơn trăm tuổi, đầu óc quên quên nhớ nhớ, vẫn thương con 80, đến khi nào nhắm mắt xuôi tay, lòng cha mẹ thương vẫn chẳng thôi. Trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung vận trình cuộc đời tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm niềm vui và thành công trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.